Mới đây, dân tình vẫn chưa hết xôn xao khi hai sinh viên neo kéo nhau làm loạn rải chăn chiếu ngoài sảnh đường ngủ trưa do lịch học quá tải. Thời khóa biểu đột ngột thay đổi khiến nhiều bạn sinh viên than trời vì chưa kịp thích ứng, có hôm học cả ngày, lên lớp lúc nào cũng trong tình trạng bơ phờ, thậm chí học đến tiết thứ tư quá nửa lớp đã phải ngủ gục. Tưởng đã kết thúc nhưng câu chuyện vẫn chưa có hồi kết khi một ba gia lớn của sinh viên Bách Khoa là hớt côn phe sân công khai cà khịa thái độ học hành của kinh tế quốc dân. Ba gia này cho rằng lịch học này là hoàn toàn bình thường, sinh viên hớt còn khổ hơn vì cách tính phí của Bách Khoa gấp hơn chưa thể mỗi dãy nhà cách nhau cả hàng cây số. Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã thu về rất nhiều bình luận đấu đá nhau của dân hai trường vào chia sẻ. Bài đăng gây xôn xao dư luận của ba gia hớt côn phe sôn. Nguồn, sinh viên neo. Cụ thể, bài đăng cho rằng sinh viên Bách Khoa học nặng hơn còn không kêu mà dân kinh tế chưa gì đã làm hết cả lên rồi. Một ngày, sinh viên hết có 12 tiết, buổi sáng từ 6 giờ 45 11 giờ 45 6 tiết, còn buổi chiều từ 12 giờ 35 giờ 36 tiết. Thời gian giữa hai ca quá ngắn nhưng cái khó nhất là cách tính học phí kia, nếu bên neo môn 2 tín chỉ thì học 2 tiết thì bên hết môn 2 tín chỉ sẽ học tận 3 tiết tuần. Chưa kể trường Bách Khoa còn rộng không tả nổi, mỗi tòa cách nhau vài cây, nếu học liền 2 ca chỉ còn nước đi bộ ra ký túc xá ăn cơm rồi chạy ngay vào học. Bài đăng đã ngay lập tức nhận được những bình luận phản pháo cực gắt từ dân kinh tế. Nhiều người cho rằng không nên so sánh như vậy vì bản chất hai khối ngành này hoàn toàn khác nhau. Bên kỹ thuật sẽ học hành khô khan, mệt não hơn khi phải học nhiều giáo trình cứng nhắc. Còn bên kinh tế học thiên thực hành nên giờ học thay đổi đột ngột như vậy các bạn sinh viên có quyền than thở vì chưa kịp thích nghi. Thậm chí còn có bình luận cho rằng sinh viên Bách Khoa không giỏi giao tiếp, ăn mặc và ngoại ngữ như kinh tế và cũng do thích nghiên cứu mấy cái máy móc hoặc quy trình sản xuất hơn thì chọn kỹ thuật thôi. Vậy nên trong trường hợp này, admin đã đi sai quá sai rồi. Người ta thường cố dĩ hòa di quý đằng này tự nhiên công khai đi cà khịa anh hàng xóm nên giờ nhận bình luận muối mặt thế này cũng đành chịu thôi. Khi dân Bách Khoa bảo người hàng xóm neo học nhàn và cái kết nhận lại những bình luận cực gắt. Nguồn, sinh viên neo. Bản chất hai ngành kinh tế và kỹ thuật hoàn toàn khác nhau nên so sánh như này thật khập khiễng. So sánh hai trường cùng học kinh tế hay cùng học kỹ thuật nghe còn hợp lý hơn nhiều. Sinh viên học chỗ nào mà chẳng là người, học xong cũng sắp mặt đi tìm việc như nhau nên bớt cà khịa cho đời tươi đẹp.